Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: dự đoán giá Bitcoin nếu ETF được chấp thuận. Thị trường crypto đang nóng lòng chờ đợi khi cơ hội phê duyệt Bitcoin ETF ngày càng cao. Phán quyết mang tính bước ngoặt trong vụ kiện Grayscale có thể đóng vai trò là tiền lệ cho việc phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay tại Hoa Kỳ. Các quỹ đầu tư lớn nhất tại Hoa Kỳ như BlackRock, Fidelity đều đang chờ đợi cái gật đầu từ SEC. Các nhà đầu tư tin rằng việc phê duyệt ETF có thể dẫn đến một làn sóng tiền mới vào thị trường crypto. Nhà phân tích Lark Davis ước tính khoảng 20 tỷ đến 30 tỷ đô la tiền mặt có thể được đầu tư vào Bitcoin khi ETF được chấp thuận. Số tiền này trị giá khoảng 50% tổng số Bitcoin hiện có trên các sàn giao dịch. ETF được hỗ trợ bởi các tài sản phi chính phủ trước đây đã gặt hái thành công ở Hoa Kỳ. Ví dụ, sự ra mắt của quỹ Gold Trust ETF, một quỹ giao dịch được đảm bảo bằng vàng vào tháng 11 năm 2004, đã thành công vang dội. Sau khi ra mắt quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng đầu tiên, giá trị của vàng đã tăng đều đặn trong những năm qua. Theo các số liệu ước tính, các nguồn tiền mới vào thị trường có thể kích hoạt Bitcoin tăng giá, tăng khoảng 50% so với phạm vi hiện tại. Michael Saylor, người đồng sáng lập MicroStrategy và là người ủng hộ Bitcoin, tiếp tục đặt niềm tin vào tài sản này khi công ty dự kiến sẽ mua thêm Bitcoin, củng cố vị thế là công ty đại chúng nắm giữ lượng Bitcoin lớn nhất thế giới. Thông tin tiếp theo, báo cáo hàng tuần mới nhất của CoinShares cho biết Bitcoin đã chứng kiến dòng vốn chảy vào sau một thời gian dài. Bitcoin chứng kiến dòng vốn vào 3,8 triệu đô la, trong khi các sản phẩm swap Bitcoin trải qua tuần rút tiền thứ 19 liên tiếp, tổng cộng là 3,3 triệu đô la. Báo cáo cho biết, tổng tài sản được quản lý cho các sản phẩm swap Bitcoin đã giảm mạnh 48% so với mức đỉnh năm nay. Từ đầu năm đến nay, các sản phẩm đầu tư crypto đã duy trì dòng vốn vào là 165 triệu đô la. Tuy nhiên, hành trình này được đánh dấu bằng những biến động đáng kể trong dòng vốn đầu tư, phần lớn được thúc đẩy bởi những hy vọng, đồng thời là những lo ngại luôn hiện hữu xung quanh các quy định về crypto. Tuần vừa qua minh họa rõ ràng cho chuyến đi tàu lượn siêu tốc này. Ban đầu, các nhà đầu tư đặt kỳ vọng cao vào việc phê duyệt Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những hy vọng này đã tan thành mây khói khi có thông báo tất cả các nơi đăng ký Bitcoin ETF sẽ phải trì hoãn. Bất chấp điều đó, khối lượng giao dịch vẫn ở mức cao đáng kể, đạt tổng cộng 2,8 tỷ đô la trong tuần, cao hơn 90% so với mức trung bình từ đầu năm đến nay. Nhiều altcoin phải đối mặt với dòng tiền chảy ra ngoài, với khoản lỗ đáng chú ý Polygon và Ethereum lần lượt lên tới 8,6 triệu đô la và 3,2 triệu đô. Ngược lại, Solana tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư khi chứng kiến dòng vốn đổ vào tuần thứ 9 liên tiếp, tổng trị giá 0,7 triệu đô la. Dòng tiền đổ vào từ đầu năm đến nay là 26 triệu đô, khiến nó trở thành altcoin được các nhà đầu tư ưa chuộng ở thời điểm hiện tại. Và thông tin cuối cùng, số lượt mua XRP ở Hoa Kỳ đang gia tăng. Các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ đã thể hiện sự quan tâm đến việc mua đồng XRP. Dữ liệu on-chain cho thấy hoạt động mua XRP trên Coinbase cao hơn trong suốt tháng 8 năm 2023. Theo dữ liệu từ Kaiko, tỷ lệ khối lượng bán tăng lên trên Binance, đồng thời Coinbase đang chứng kiến áp lực mua gia tăng. Quy mô giao dịch trung bình của người mua XRP trên Coinbase cũng tăng lên, nhiều hơn bất kỳ 10 altcoin hàng đầu nào khác. Áp lực mua đã tăng lên đáng kể ở Mỹ sau phán quyết tóm tắt vào tháng 7 năm 2023 trong vụ kiện giữa Ripple và SEC. Tuy nhiên, XRP đã mất đi toàn bộ mức tăng 100% của ngày 13 tháng 7 sau phán quyết lịch sử về việc bán token cho người mua bán lẻ không phải là chứng khoán. Một số sàn giao dịch cũng đã niêm yết trở lại XRP sau phán quyết này. Trong diễn biến mới nhất, Ripple đang nộp đơn lên tòa án để phản đối nỗ lực của SEC trong việc chứng nhận kháng cáo tạm thời. Các luật sư của Ripple lập luận rằng SEC đang phản đối cách giải thích của tòa án về bài kiểm tra Howey. Bất kể kết quả của yêu cầu kháng cáo như thế nào, cả hai bên đều bày tỏ sẵn sàng tham gia tố tụng xét xử vào quý 2 năm 2024, cho đến khi phán quyết tóm tắt giữ nguyên hiện trạng. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.